khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An, một trong bốn khu di tích đặc biệt quan trọng về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cứ mỗi dịp tháng 5, như một lời hẹn, người dân từ khắp mọi miền đất nước lại hướng về mảnh đất Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An, nơi sinh thành của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để hiểu hơn về con người, cuộc sống thời thơ ấu của Bác. Tháng 5, mùa sang nở. Vẫn những cảnh vật cũ, mái nhà tranh, hàng dâm buộc, hàng câu, lũy tre. Mỗi người dân khi về đây vẫn vẹn nguyên cảm xúc bồi hồi, sự thành kính với vị cha già dân tộc. Ngày hôm nay tuy rằng thời tiết nắng nóng đến hơn 40 độ, song vì cái tình cảm với quê hương Nghệ An cũng như là quê của Bác, chúng tôi quyết tâm là về thăm quê Bác. Về đến làng Sen, tôi thấy là quang cảnh rất là êm đềm, mát mẻ, và cái cảnh nông thôn Việt Nam, nhà tranh mái lá, nhưng sinh ra được một người con vĩ đại, một vĩ nhân. Người hành hương về quê Bác có đầy đủ mọi lứa tuổi, ở mọi miền của Tổ quốc. Có người đã từng được trực tiếp gặp Bác, có người biết đến Bác Hồ qua sách vở, lịch sử dân tộc. Có người đến quê Bác lần đầu, cũng có người mỗi năm cứ vào dịp tháng 5 lại về thăm quê Bác. Ai cũng xúc động khi được tự tay thắp nén hương thơm lên bàn thờ Bác. Thì anh em chúng tôi thì bây giờ là ở trong cái của xã Diễn Kỷ thì chỉ 16 anh em, nhưng mà bị bệnh đau hết, bây giờ còn 8 anh em nữa. Thì chúng tôi cũng lên để viếng Bác. Chúng tôi về đây thì thấy cái chị giới thiệu đó, nói chung là cũng 8 anh em không cầm được nước mắt. Mỗi năm, khu di tích Kim Liên đón lượng du khách bình quân từ 1,6 đến 2 triệu lượt người một năm. Nhất là vào mùa hè, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và dịp sinh nhật Bác 19 tháng 5. Những ngày tháng 5 thì khách về đông hơn. Cho nên cái việc hướng dẫn tuyên truyền thì cũng vất vả hơn những cái ngày thường. Có những ngày thì ví dụ cơ quan mà có đông khách thì trực thông tâm buổi trưa, rồi buổi chiều thì làm đến 6 giờ chiều. Thì mọi người cũng vui vẻ bởi vì là được phục vụ nhân dân. Tháng năm về, quê Bác lại là lời hẹn của hàng vạn tấm lòng người con đất Việt cùng về đây tưởng nhớ, tri ân, kính dâng lên Bác bó hoa tươi thắm như tìm về cội nguồn của những điều thiêng liêng đẹp đẽ nhất.